Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip buổi sáng ngày 23 tháng 10, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một chiếc combi rất là hay. Đây là một chiếc combi của hãng Grundig và có model là RTV500, một mẫu model mà chúng ta rất ít gặp ở trên thị trường. Đây là một chiếc combi cổ và nó thích hợp anh em đánh vào những cặp loa ô cổ, đặc biệt là anh em nào mà đang có những cặp loa toàn dài, những cặp loa độ nhạy cao, chúng ta có thể sử dụng chiếc combi Grundig RTV500 này để đánh. Đây là hình thức của chiếc combi Grundig RTV500 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Đây, chúng ta có thể nhìn tất cả chỗ này bằng nhôm nhé anh em nhé. Đây, bằng nhôm. Và chỗ này thì do vận chuyển thì nó bị mất một cái núm này. Nó không ảnh hưởng gì cả, chúng ta vẫn chỉnh bình thường, vẫn dùng bình thường. Và chiếc combi RTV của hãng Grundig này là một chiếc combi được xách theo đường hàng không về Việt Nam. Chiếc combi này thì anh em đang nhìn thấy trước màn hình, nó còn khá là đẹp. Chiếc combi này là một chiếc combi zin nguyên bản và chưa qua ai sử dụng ở Việt Nam. Vinh là người kiểm tra và sử dụng đầu tiên, sau đó thì đến anh em. Cho nên là anh em yên tâm về chiếc combi này, một chiếc combi zin nguyên bản, chưa qua sửa chữa bao giờ cả và cũng chưa qua ai sử dụng ở Việt Nam. Còn đây là phần mặt sau, dây nguồn của nó là anh em này, đây, dây nguồn. Nó vẫn còn bụi, Việt Vinh chưa lau chùi gì cả. Điện của nó điện 220V. Anh em nhìn thấy chưa? Và đây là thông số của nhà sản xuất. Và chiếc combi Grundig RTV500 này nó có thể đánh loa trở kháng từ 4 ohm đến 16 ohm. Đây là cầu loa. Và đây là cầu tín hiệu TATB. Và số series của chiếc combi này là 64791. Đây là anten. Anh em thích bắt nét thêm thì chúng ta cắm thêm anten vào đây anh em nhé. Và đây là phần nội thất của chiếc combi Grundig RTV500 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Đây là những chiếc sò công suất. Sò châu Âu đây anh em. AD157i, 156i, 156i, 157i. Đây là phần tổng thể nội thất của chiếc combi Grundig RTV500. Rất là đẹp đúng không ạ? Zin đét luôn. Anten radio. Hiện tại thì Việt Vinh đang cắm nguồn điện là 220V. Và đây là công tắc nguồn anh em nhé. Và chỗ này là các công tắc của chế độ radio. Và đây là cổng tín hiệu đầu vào, mono stereo đây của radio. Và tiếp theo đây là volume. Nếu mà chúng ta tiến lên thì là giải chép nó tăng lên, còn ta mà giảm xuống thì là giải trầm nó xuống sâu hơn. Đấy. Và chúng ta nên để cân bằng. Còn cái nút ở ngoài cùng này này, anh em tăng về phía nào thì cái loa ở phía đấy nó sẽ lên được cái giải cao. Anh em tăng bên trái thì loa bên trái lên giải cao một chút. Anh em tăng ở bên phải thì loa bên phải tăng lên giải cao một chút anh em nhé. Còn cái nút này là nút chỉnh sóng của đài radio. Cái chức năng của chiếc combi này thì nó rất đơn giản thôi anh em ạ. Chiếc combi này thì ba lăng của nó cân bằng tự động, cho nên là chúng ta không có nút để chỉnh. Chúng ta khởi động nó thì bằng nút tín hiệu đầu vào. Đấy. Volume anh em đấy. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang chế độ radio. Trạm này được triển khai tổ chức với cấu tứ đặc biệt. Mở đầu và kết thúc bài thơ đều ở thời điểm hiện tại với hình ảnh. Radio, anh em nhìn đồng hồ chạy này. Anh nhìn đồng hồ chạy này. Chất xơ, thức ăn đủ chất xơ sẽ làm tăng nguy cơ bị táo bón và cũng như nhiều thực phẩm khác. Các chuyên gia cũng khuyến cáo lượng protein mỗi chức năng chỉ có vậy thôi. Mỗi ngày không nạp quá 1,66g. Và giá bán của chiếc combi này thì mình bán với giá là 3.500.000 đồng. Anh em nào yêu thích chiếc combi này liên hệ với cả mình theo số điện thoại 0917 659 929. Còn bây giờ thì mình này xin chào tạm biệt tất cả anh em. Những người mà họ giảm cân một cách bền bỉ thì tập luyện.